thông báo trên trang web chính thức của EU kêu gọi tất cả các bên trong khu vực cần kiềm chế và có bước đi cụ thể hướng tới khôi phục nguyên trạng, kiềm chế quân sự hóa khu vực và giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Thông cáo nhấn mạnh các bên cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của bên thứ ba dưới hình thức hòa giải hoặc trọng tài phân xử. Bên cạnh đó, EU khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ các tiến trình do ASEAN dẫn dắt trong khu vực, thúc đẩy hơn nữa trật tự khu vực và quốc tế dựa trên các quy tắc, củng cố hợp tác đa phương, cũng như hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các bên thứ ba. Ngoài ra, EU khẳng định cam kết với trật tự pháp lý ở các vùng biển và đại dương dựa trên luật pháp quốc tế, an ninh và hợp tác hàng hải, cũng như tự do hàng hải và hàng không vì lợi ích của tất cả các quốc gia.